Câu chuyện về người kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa, giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, tỉnh Thái Bình, doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam đã tự bỏ tiền túi chế tạo chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 01 đã gây sự chú ý và quan tâm của dư luận trong thời gian vừa qua. Những gì mà người kỹ sư này làm đã thể hiện một ý chí và niềm khao khát chinh phục đại dương hướng ra biển lớn. Vẫn còn quá sớm để đánh giá thành công của tàu ngầm Trường Sa 01 ở thời điểm này, nhưng kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa tuyên bố ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những chia sẻ trong phóng sự dưới đây sẽ cho chúng ta biết thêm được tinh thần và ý chí quyết tâm của người kỹ sư này. Kết quả sau gần 2 năm miệt mài nghiên cứu, thiết kế, Trường Sa 01, cái tên đầy kiêu hãnh và tự hào. Đó cũng là cái tên mà ông Hòa ấp ủ từ lâu khi bắt tay chế tạo tàu ngầm. Đợt thử nghiệm trên biển đầu tiên diễn ra vào những ngày cuối tháng 5 đã bước đầu khẳng định quyết tâm của ông khi chế tạo được một con tàu như ý mình, dù rằng vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Buổi chạy thử này nó đã đem lại cho mình rất nhiều những cái kinh nghiệm để về mình thử lại, để sửa lại nó, để chuẩn bị cho cuộc thử lần thứ hai tốt hơn. Nơi hình thành ý tưởng cũng như hoàn thiện thiết kế tàu Trường Sa 01 đơn sơ hơn nhiều người nghĩ. Trong cái nóng nực của những ngày giữa tháng 6, ông Hòa và những công nhân vẫn không ngừng làm việc để hoàn thiện Trường Sa 01. Một chi tiết mới đang được thay đổi. Và ông sẽ tự tay thay đổi từ chi tiết nhỏ nhất trong bản thiết kế. Vì trên thực tế vừa rồi ở trên biển ấy, thì nó con tàu đã bị mắc cạn. Và nó xoay trở rất khó khăn. Thì chúng tôi đã phải thiết kế lại để làm sao trong trường hợp mắc cạn thì con tàu này vẫn có thể thoát ra được. Và cái thứ hai nữa, trên biển vừa rồi đã xảy ra một cái việc là khi dòng hải lưu nó rất mạnh thì con tàu này lái là cực kỳ khó khăn. Cũng theo ông Hòa, cách thiết kế mới này cũng sẽ giúp con tàu nặng 12 tấn hoàn thiện hơn khi sử dụng công nghệ AIP, tức là động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập. Công nghệ này không phải nước nào cũng có thể áp dụng được. Dân mình thì hiện nay mới chinh phục độ sâu, thí dụ với khai thác dầu khí, mới có tàu ngầm mới bắt đầu, thế rồi mới có lặn một chút để mà cứu người, nhưng mà còn chưa có những cái việc mà lặn như thế này. Thì như vậy là ý của Hòa, một tư nhân quyết tâm đầu tư cái này thì là một cái việc hết sức hoan nghênh. Chỉ muốn là người đầu tiên châm lửa đốt một cánh đồng cỏ lớn, chỉ muốn là người đầu tiên tạo cú hích cho khát vọng phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Chỉ muốn làm thế nào để có thể có được nhiều con tàu ngầm Trường Sa như thế, xứng tầm với một quốc gia có thế mạnh về biển. Ông đã tâm niệm như thế khi chế tạo Trường Sa 01. Ở đây tôi không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta chỉ làm một con tàu, mà chúng ta phải làm rất nhiều con tàu. Bởi vì với cái 3.000 km vuông bờ biển của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cả 1.000 con tàu mini này thì mới may ra đủ. Trường Sa 01 đã chứng minh người kỹ sư này với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, từng tham gia nhiều công trình sáng tạo khoa học công nghệ, đã không liều lĩnh tay không bắt cọp như cổ nhân nói, mà dám nghĩ, dám làm. Chỉ 10 ngày nữa, Trường Sa 01 sẽ được đưa ra biển, thực hiện cuộc thử nghiệm lần thứ hai. Ước mơ về những con tàu ngầm mini có lẽ không còn là điều gì quá xa xôi với người kỹ sư này. Bản thiết kế Trường Sa 02 cũng vừa hoàn thành, giữa lúc cả ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam vẫn đang vật lộn với những khát vọng mô hình.